Công ty cổ phần bến xe Tàu Phạc cần thơ cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh và nội thành sẽ không thay đổi so với ngày thường. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay có thời gian nghỉ dài, số lượng công nhân, học sinh sinh viên, người lao động về quê ăn lễ dự kiến sẽ tăng cao, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Để đảm bảo nhu cầu đi lại, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải đường bộ, tăng cường đầu xe trực tại bến và xe dự phòng. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức nhiều tổ phối hợp với các ngành chức năng trong thành phố để kiểm tra và xử lý tình trạng tài xế chủ xe tự ý lên giá, không niêm yết giá, chở quá số người quy định lập bến cốc xe dù, chân dân.